Ấy dơ, bây giờ mình em đã quay trở lại với con protein God thì khóa của mình nha. Lúc này về căn cứ rồi hả? À? Ê, cái cấp 4 nha. Trời ơi, cái này mà chơi búp là không có lại cái cấp này đâu anh em. Ủa sao ở đây cái gam màu hồng nhiều vậy? Trời ơi, mấy thằng này đi lính mà thích màu hồng. Má ơi. Rồi xong luôn. Chơi bơm khói luôn. Ai đây? Sao mà vô tới căn cứ mình quăng khói được hay vậy? Rồi một tiếng sau kìa. Hồi nãy mình thấy 8 giờ mấy, 8 rưỡi. Giờ tới 9 giờ 35 rồi. Thôi xong luôn. Xách đầu lâu đi luôn rồi anh em. Ủa phải căn cứ không vậy? Sao thấy easy vậy? Hay là bị phóng bội nhờ? Bữa đang còn phê á. Để... Tại vì 11 giờ kìa. 3 tiếng sau rồi hả? À thì ra là người của Rocker đây mà. You're awake. Good. Nice to have the family back together, isn't it? We're just missing our quiet friend. Where's Keegan? You know I'm not telling you a damn thing. No? Let's see if I can change your mind. Ooh. Easy, Junior. I ain't even started with you yet. Rogan. Bắn luôn gần rồi. Look at me, son. That's right. You look at him. That's it. Show him how much pain he's causing you. Funny thing about your old man, he lets his men die to save his own ass. Damn it, cây cứu cái việc hồi xưa nè mà. Between you and me, leave my boys out of it. Kiểu hồi xưa đi làm nhiệm vụ ở cái đập nào mình bị bể á, xong rồi thanh niên bị bỏ lại, xong rồi cay tới giờ luôn. Show some discipline. You were never one of us. You're not a ghost. Trời già rồi mà nhìn đô vậy không nổi. I've always been better than you. But you, you call yourself a ghost? You're nothing. You and your sons. Ép dùng vậy. Your name dies with you. Ôi. Bắn luôn. Ôi, thôi bỏ mẹ rồi, thằng nhóc chưa ngu rồi. Did he ever tell you not to aim guns at people? They can go off. Ôi, thôi xong rồi, thằng con báo rồi. Trời ơi, báo quá con ơi. Rồi hai phát. Logan! Logan! You got fire in you, kid. I like that. Risking your life to protect your captain. You could learn something from him, Elias. He's my son. Yeah. And he's gonna get to watch you die. Bắn đi hay thôi mà bài ông bốn viên năm viên thôi. Theo như mình thì về sau này những cái game mà kiểu bắn súng như vậy thì nằm nên chân thật ở những cái vết thương nhìn nó mới đã nè mà bắn gì đâu người có thấy lủng lỗ rồi đâu máu chảy vậy. Right, Elias. I'm not a ghost. I'm the man that haunts them and sends them back to the other side. Nó dài đi rửa chưa vậy ông nội, thôi xong rồi em ơi. Đâu nhờ? Thề mẹ chứng kiến cảnh bố mình bị bắn vô đầu. Sao mà chịu nổi ta? Vẫn còn choáng kìa, vẫn nhìn cái đồng hồ rồi bị nhè kìa. Thằng Út. Một viên. Sniper, hai viên. Rồi em làm gì anh ơi? Lụm súng đi, lụm súng. Đấy, đấy, đấy. Trời ơi, để em anh ơi. Bể đít, bể đít, bể đít. Ủa sao cái máu mình nó màu hồng ta? Ê, hình như của mình nó đổi từ màu đỏ thành màu hồng hay gì nè. Hèn chi mình thấy sao chỗ này toàn màu hồng á. Ủa? Chết bà rồi bị lỗi gì vậy?
Thôi kệ đó. Hồng cho nó dễ thương em ạ. À, mình biết cái màu hồng đó là gì rồi đấy mà. Đó là cái lọc mù màu. Đấy, chứng cái nhìn cho những cái bị mù màu ấy. Mình mới vô mình tắt cái đó để trở lại bình thường rồi, hên quá. Đây, đây là cây hình như cái con game này nó không dám lấy tên thiệt hay sao nè. Cái này là cái ốp mà AWM mà. Sao nó gọi tên gì ngộ vậy ta. Alo, alo, con luôn. Let's make this quick. À thì ra là khi mà mình bật chế độ lọc mù màu nó sẽ có màu hồng mà. Giờ mới biết luôn đấy. Mình tưởng bị lỗi gì chứ. Mình cũng nghi nghi rồi. Tại vì ở khi mà mình chơi búp á, mình có chỉnh cái kiểu đó để nhìn ở ngoài bo cho nó rõ anh em. Ê! Nó lỡ tay à. Mình quen chơi cái kia Wii E là nghiêng người anh em ạ. Vô đây nhiều khi cứ bấm E giống Wii à. Thường có độc đô ti á, hai cái phím đó là nó sẽ ném lựu đạn. Ờ chứ không phải là nghiêng trái nghiêng phải bắn đâu. Ủa Keegan hả? Medic là chắc bị thương nặng rồi sao này. Rồi cái con chó mình đâu ta? Con Riley của mình đâu rồi? Tắt radio. Ôi núp kỹ quá hả? Hay quá anh ơi. Rồi dãy luôn, dãy luôn. Ê cái bộ đồ nó đẹp quá ha. Mình loot được không ta? Cái đồ nhìn ngầu thiệt chứ. Mình còn không có bao tay nữa đây này. Sắp tới mình có nhiều game hay mà có việc khóa anh em ạ. Từ mình sẽ làm hết. Mỗi tội là lâu lâu mình mới ra video. Rocker, bây giờ mình mới kiếm một Rocker trả thù cho bố mình. Thì là biết bọn mình trốn thoát rồi đó. Cái lão già này. Ui. Biết tên hết luôn ba. Cứ chờ nó đi. Cứ chờ nó đi. Nên mình te tua nhỉ. Bố mình là lãnh đạo. Đang là lãnh đạo của cái hội này nè. Hốn ma này mà giờ ông chết rồi. Không biết ai sẽ là người lên thay đây. Multi kill. Tôi bắn im. Ê trời, tôi bắn Keegan kìa. Cái MP5 này bắn im lắm anh em ạ. Clear. Hơi ít đạn nhờ. Khó chịu. Bây giờ nó bắn rác quá. Hai nhá không nổi luôn anh em ạ. Giỡn hoài ốp một viên không tính tiền. Lại 5 viên ạ. Này thì đúng là giống trong game này. Trong game búp này nhưng mà chưa có băng đạn mở rộng. Trời ơi, ba thằng một chỗ. Ba thằng một chỗ này.
chạy đâu. Tôi ra đông vậy, hay là mình phải xuống nha. Công xuống luôn đi chứ, sợ gì. Có nhiều cái súng nhìn nó dị lắm anh em ạ. À. Nhìn nó tiếu tiếu. Để em qua trước cho anh ơi. Rồi đem kê dành cho. Chắc mình bị bao vây rồi, dễ gì. Mẹ mới chế ơi. How much further? Not much more. Just stick to the left side. We're almost out. Mình sẽ đi bên trái để thoát khỏi đây. Back it up, back up! Đóng cửa lại. Ủa vậy là chạy hả? Chạy dữ chưa? Cái này nó nghiêng cho nên mới trượt được. Má sao te tu dưới gì trời. Thời ơi, nhiệm vụ này bầm dập rồi. How about you, Merrick? I'm good. But we need to move before those choppers find out where we are. We can make it to the strip. Nhắm mắt lại ông cố ơi, trời ơi, két nó rớt xuống mắt. Ê, mình có người tới giúp kìa. Keegan, Keegan, Keegan. Take it slow. We're gonna be outnumbered. Đây rồi, team mình tới rồi, team mình tới rồi, team mình tới rồi. Ủa phải không? Ê, bắn chết chó mình kìa phải không? Trời ơi, giáp nào mà chịu được cái ốp ba. Chết rồi, mình bấm lộn cái phím gì rồi đó. Mình mất cái súng kia rồi. Cái M4. M4 halo anh em ạ. Cái chuột mình để nhảy quá. Lắc con cái mà nó xoay vòng vòng. Đâu rồi, con chó đâu? Đây đây đây. Chó báo. Đâu nha. À, áp sát lẹ vậy mấy cha. Ôi, nó đèn đúng lúc thế. Mấy ông bắn dở quá đi à, mấy ông cổng chó đi để tôi bắn cho. Mình để chuột hơi nhạy à, để mà lắc phát là nó bị kiểu như mất định hướng luôn. Đông quá trời kìa. Ủa, tôi bắn bồ hoài vậy trời. Giống idol Mr. Thắng của giới trẻ vậy.
mày hộ bố mày cái. Con thì chúng mày cứ công lên đây. Ai ai nó ném cái lựu đạn kìa, chạy. Báo quá em ơi. Cái thằng đang đón mình. Trời ơi, thay vì kêu tôi lẹ thì mấy ông bế con chó giùm tôi đi. Đẹp thiệt. USS Liberator, this is Phantom 22 on final approach. Copy, Phantom 22, you are cleared for landing. Deck is prepped. Mayor, we gotta go after him. I want Rourke. Negative, Hesh. The Federation satellites are moving into position. If they go live, the Feds can strike targets anywhere on the globe. So what's the plan? We risk everything we have left, including our last carrier. And we take it straight into the heart of Federation territory. We hit him on the ground, and we hit him in the sky. It's all or nothing. Cơ hội cuối cùng của bọn mình chỉ còn một cái tàu sân bay duy nhất thôi em ạ. Mình phải khô máu giờ bên liên bang. We'll be ready. And you'll be leading this one, Hesh. You're not coming? I'll be in Elias' seat, coordinating your resources. Your father was a great man, a great leader. He saw the same potential in both of you. Here, Logan. This belonged to him. Sorry, boy. Your job's done. You're going with Merrick. He'll be safe. Chó này mới được mấy tập đầu thôi, mấy nhiệm vụ đầu thôi, mấy 3 ngày sau, mấy nhiệm vụ sau này là con chó nó không còn tác dụng gì nữa rồi em. We gotta help them clear the deck and find transportation to the ground. We are being boarded. Repeat, all hands to stations. We are being boarded. Ồ, cái súng mình xịn xò nha. Satellite's operational. They can hit us anywhere, anytime. The wipers out. We gotta hold them off and deliver the invasion. Chết tụi mày rồi. Ê, lũ đạn đâu vậy? Cái gì vậy trời, tôi mới vô. Mà như mình đi lộn rồi sao á, mình lộn phe rồi sao á. Ủa? Bây giờ cái phạm vi nó rộng lắm rồi anh em nhé. Ủa sao tôi bắn bồ hoài vậy ta? Hướng nào vậy? Trời ơi mấy anh làm sao mấy anh phân biệt cái bộ đồ được giùm em được không? Súng thì nhìn tưởng ngầu lắm mà bắn chán thế. Ủa sao bắn nó không gớt trời. Cái này cây gì vậy? Đi theo. Trời ơi, tôi có hai khẩu súng nó chán. She'll come back around on tight runs. Just be ready to mark those targets. We need transport to join the assault hitting the ground array. Yes, sir. Choppers are inbound, but it'll be 10 plus just before give me the we transport. What's that now? All squads, we have incoming Federation Zodiacs to the north. Từ phía bắc. Phòng thủ tàu sân bay. Hồi nãy mình có lấy bảng điều khiển máy bay rồi. Additional Federation forces incoming from the north. Cut the rope! Guns on station.
Đây rồi, bây giờ mình mới sử dụng cái máy bay đây. Khô máu luôn. Ủa đông cái gì trời. Mình phải tranh thủ chứ để nó phá hủy cái của mình. Tiếp. Trời ơi, nó chạy đi đâu vậy? Mấy cái thằng gần mình thì không chịu điều khiển à. Đây nè. Quay lại. Để luôn má, máy bay thiết kế ngu quá chuẩn anh em ạ. Mày không được điều khiển theo ý mình chứ, mày không phải thiệt. Ây da, thôi xong rồi. À, súng bắn chán quá đi mấy cha. Dùng tên lửa. Đâu tên lửa đâu đây. Bình tĩnh đem. Mình bị bắn rồi mà. Đồng dưới trời. Bắn xì khói luôn. Mình cũng yếu lắm rồi. Cái họng súng mình sắp nổ rồi. Ô, thằng này nó trâu. Mày hả bởi. Command, have you got our ride? Affirmative, Viper 6 inbound. NORAD has multiple inbound rods entering the atmosphere. The satellites are căng ta, trận này bắn căng dữ gì trời. Mình chuẩn bị lên trực thăng nữa nè. Ui, cái gì vậy? Ui, con trường bay đâu? Sân bay mình sắp rớt mẹ rồi, sắp chìm mẹ rồi. Đứng dậy, trời ơi, tự nhiên nằm bò bò lên lết. Quả đạn. Trời ơi, biết bao nhiêu máy bay của tôi. Quân khốn nạn. Lên anh ơi, lên anh ơi. Ui. Căng quá.